Xin chào các bác, các cô chú và anh chị đang theo dõi kênh Nhà đẹp Misa. Chào mừng anh chị lại quay trở lại với chương trình xem mẫu nhà đẹp của kiến trúc Misa. Nếu mà anh chị đang có kế hoạch hoặc cái dự định xây nhà trong thời gian sắp tới thì đừng quên đăng ký kênh của em Hiếu nhé, để cập nhật các cái mẫu nhà mới nhất. Theo như em thấy hiện nay thì người dân nước ta đang giàu lên từng ngày, và cái việc mua ô tô để mà đi lại, thậm chí là để chạy dịch vụ nó rất là phổ biến, kể cả là thành phố hay là ở nông thôn. Có nhà còn mua đến 2 chiếc là cái chuyện hết sức bình thường. Vì thế cái nhu cầu mà xây dựng nhà có gara ô tô nó cũng rất là nhiều. Với những cái nhà anh chị có khuôn đất hẹp thì mình có thể là làm cái tầng bán hầm này, hoặc là làm tầng hầm để xe ô tô. Như thế thì nó cũng rất là đẹp, nhưng mà cái kinh phí xây dựng thì nó khá là lớn. Còn những cái gia đình, những gia chủ mà có khu đất rộng ấy, thì mình hoàn toàn có thể là làm một cái gara ở phía bên ngoài để mình để xe. Với cái ngôi nhà ngày hôm nay thì kiến trúc Misa lựa chọn cái vị trí bên hông nhà để đặt gara cho anh chị, vừa tiện để đi lại và cũng có thể làm cái lối giao thông để đi thẳng vào nhà từ gara luôn. Vậy là mình đi lại nó không bị nắng mưa. Nếu mà anh chị cũng đang tìm một cái mẫu nhà có gara ô tô để xây trên cái khu đất chiều ngang nó tương đối rộng thì hãy tham khảo ngay mẫu nhà 2 tầng mái Nhật này. Cái diện tích một sàn của nó, cái phần sử dụng ấy, chỉ có tầm 90 mét vuông thôi, và cái gara thì sẽ là bên hông nhà này. Trên mái gara thì sẽ làm sân chơi rất là mát và thoáng thôi. Đây là cái mẫu nhà mà trang trí nó khá là đơn giản, do Misa thiết kế cho anh Lâm tại Ý Yên, Nam Định. Với cái mặt tiền rộng là 8,5m và chiều sâu là 10,5m, chưa bao gồm hiên sảnh. Riêng cái gara này thì thiết kế rộng là 3,2m và chiều dài là 6,3m anh chị nhé. Diện tích gara khoảng 20m2. Như vậy đất nhà anh chị có cái khuôn đất rộng từ 12m trở lên và dài từ 13m là mình đã có thể xây được cái mẫu nhà này rồi. Vì thiết kế nó cũng khá là đơn giản, không có phức tạp, cho nên là chi phí xây dựng nó cũng tương đối rẻ, tầm từ 1,4 đến 1,5 tỷ là anh chị có thể hoàn thiện và xây được cái mẫu nhà này rồi. Nhu cầu thiết kế công năng của cái mẫu nhà này thì sẽ bao gồm là có một phòng khách này, một phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, một phòng thờ, sân chơi và 2 WC chung. Cho nên là với cái diện tích 90m2 một sàn này nó đáp ứng nó khá là tốt rồi. Cụ thể thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn từ bên ngoài và bên trong cái căn nhà này để anh chị được rõ hơn nhé. Nhìn chung thì về hình thức bên ngoài của mẫu nhà này trang trí nó cũng khá là đơn giản. Mặt tiền 8,5m chia 2 vế cân đối, hài hòa. Cái điểm nhấn ở khu vực sảnh chính với cái cột mái sảnh này rất là sang trọng. Bên cạnh đó thì cái thiết kế lam bê tông ở phía trên hay cũng là thành phần che nắng che mưa, cũng như là trang trí treo hoa trong công trình. Ở công trình này thì cái hệ cửa kiến trúc Misa sử dụng đó là cửa lim nam phi ở cái phần cửa chính này, để tạo cái sự sang trọng trong cái sảnh và cũng như là ấm áp cho phòng khách. Còn lại những cái cửa sổ và cửa phòng thông phòng thì sẽ sử dụng chất liệu là cửa nhôm kính rất là hiện đại, bền, đẹp và chống chịu thời tiết rất là tốt. Ngoài ra anh chị có thể thấy mặt tiền còn được trang trí bởi cái khối ốp đá marble màu sáng này, tăng cái điểm nhấn cho công trình và tạo cho cái đế công trình nó cứng cáp hơn. Ở căn nhà này thì kiến trúc Misa lựa chọn đấy là bậc ngũ cấp. Thì cái bậc ngũ cấp này nó sẽ làm cho công trình mình cao hơn, và nhìn ở phía bên dưới thì nó cũng sẽ bề thế hơn anh chị nhé. Mẫu nhà này thì chủ yếu là sử dụng cái gam màu trắng thôi. Bên cạnh đó thì kiến trúc Misa có sử dụng cái gam màu xám để kết hợp thêm, tạo thêm cái điểm nhấn cho công trình. Ở công trình này thì hệ mái dùng vẫn là hệ mái Nhật nhé. So với những hệ mái khác thì hệ mái Nhật này nó có cái ưu thế về giá thành, thời gian thi công cũng như là độ tải trọng của cái mái. Đấy thì nếu mà anh chị đang có cái dự định làm mái Nhật thì anh chị hoàn toàn có thể là yên tâm lựa chọn, vì em nghĩ đây sẽ là cái lựa chọn đúng đắn của anh chị. Và đặc biệt ở công trình này thì sẽ không thể nào không nhắc đến cái gara. Ở gara này thì sử dụng cửa cuốn rất là tiện lợi, và đặc biệt là trên mái gara này sẽ có một cái phần sân chơi rất là thông thoáng, mang thiên nhiên vào ngôi nhà của chính mình. Để đó, anh chị có thể làm một cái góc chiêu ở đây bằng những cái dàn hoa hoặc cái chậu cây hoặc là những cái ghế bar hoặc là cà phê tùy thích. Và em cũng đã giới thiệu qua với anh chị về phần ngoại hình của cái ngôi nhà này, thì bây giờ em xin giới thiệu tiếp về cái phần công năng. Bố trí công năng của tầng 1 thì sẽ bao gồm một phòng khách, một phòng bếp ăn, một phòng ngủ, một WC, một gara bên hông và có cái cửa đi lên thông lên nhà. Khu vực mà bên phòng khách thì thiết kế cái sảnh tụt vào khoảng 70 phân để bên em hạn chế cái phần đua ra của cái sảnh anh chị nhé. Và tạo cái phần khối cho cái công trình có chính có phụ nó đẹp hơn. Ở tầng 1 thì phòng khách nó sẽ nằm ngay ở phía sảnh chính đi vào, và sẽ có 2 cái cửa sổ
và một cửa sổ sẽ nhìn sang view của gara và một cửa sổ sẽ hướng ra ngoài sân. Như vậy là cũng đảm bảo sáng cho phòng khách của mình rồi. Như em phân tích lúc nãy thì ở gara này chúng ta sẽ có một cái đường để đi ra phía sau nhà, khu vực phòng bếp và phòng ăn. Như vậy thì anh chị hoàn toàn có thể là đi công việc hoặc là đi chợ về, mình hoàn toàn thể đi thẳng vào khu vực bếp, khu vực ăn ở phía sau để mình sửa soạn và chuẩn bị, mà không phải đi qua phòng khách. Đó là cái việc rất là tiện, coi như là đây sẽ là một cái phần sảnh phụ của anh chị luôn. Có một cái điểm lưu ý ở cái công trình này chính là cái bậc thang 25 bậc. Tại sao nó lại có con số 25? Tại thì bậc thang mình sẽ chọn theo cái sinh lão bệnh tử sinh nhé. Thì cái bậc cuối cùng của mình sẽ phải nằm ở cái số sinh. Thì thường là mình sẽ có hai con số là 21 và 25, là hai con số đẹp. Với cái căn nhà này thì anh có làm trần thạch cao, cho nên bên em có tư vấn làm cái tầng 1 mình sẽ cao một chút, sẽ lên đến 41. Và như thế thì cái không gian bên trong làm thạch cao thì nó mới cao lên được. Và như thế thì mình sẽ phải sử dụng cái số bậc thang đó là 25. Tại vì 21 bậc thì nó sẽ cái bậc thang rất là cao. Đối với cái bậc thang nhà này 25 bậc thì mỗi bậc nó chỉ có 16,4 cm thôi, rất là vừa chân anh chị ạ. Đấy là cái lưu ý khi anh chị chọn số bậc thang cho công trình nhà mình nhé. Tiếp tục đi lên trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ, một phòng thờ, một WC chung và một sân phơi. Như em đã phân tích lúc nãy, trên cái gara thì sẽ là cái phần sân chơi, và ở cái phần sân chơi này thì sẽ có hai phòng ngủ đi ra được cái sân chơi này, đó là phòng ngủ số 4 và phòng ngủ số 3 ở đây. Theo như anh chị có chia sẻ thì trước mắt là cái công năng phòng ngủ có lẽ là chỉ sử dụng đến 3 phòng thôi. Cái phòng này thì sẽ là cái phòng dự phòng về sau, và khi đó thì gần như là nó sẽ là một cái phòng sinh hoạt chung anh chị ạ. Bao giờ mà có công việc hay là có người về thì mình mới gọi là ở cái phòng này thôi. Phòng thờ của công trình thì sẽ được bố trí ở phía trên phòng khách và nhìn ra mặt tiền anh chị nhé. Đối với cái công trình này thì tổng quan em thấy là cái khu vực phòng khách, phòng bếp ăn là cái khu vực liên thông có cái diện tích như vậy nó cũng khá là ổn rồi. Các cái phòng ngủ thì diện tích nó cũng không được quá rộng, nhưng mà đảm bảo để anh chị sử dụng dao động từ 13 cho đến 14 mét vuông. Như vậy là cái mét vuông là mét vuông thông thủy anh chị nhé. Như vậy là cũng rất là tốt để mà sử dụng rồi. Và ở cái công trình này, cái diện tích thiết kế của nó là 90 mét vuông một sàn, cộng thêm 20 mét vuông gara. Như vậy có thể thấy là cái diện tích sử dụng thuần túy của ngôi nhà này sẽ rơi vào khoảng 200 mét vuông. Đấy là cái diện tích sử dụng. Còn cái diện tích xây dựng ấy thì nó sẽ lớn hơn, ít nhất là từ 30 đến 40 mét vuông. Nó bao gồm cái diện tích đua văng, diện tích hiên sảnh anh chị nhé. Và diện tích đó thì bên thi công sẽ tính tiền với mình dựa theo diện tích xây dựng. Anh chị chuẩn bị cái tài chính của mình rơi vào khoảng từ 1,4 đến 1,5 tỷ là có thể hoàn thiện đầy đủ được cái nhà mẫu nhà này rồi, từ móng đến mái luôn, bao gồm xây chát, ốp lát, sơn, cửa, điện nước, thiết bị điện nước, cầu thang, lan can, chưa bao gồm cổng tường rào cũng như là cái đồ nội thất rời như là giường tủ bàn ghế anh chị nhé. Nếu mà anh chị xây nhà trọn gói thì cái kinh phí này nó sẽ phát sinh thêm một chút nữa, thì nó bao gồm những cái chi phí quản lý cũng như là chi phí hao hụt vật tư của công ty. Thì công ty nhà đẹp Misa có trụ sở tại Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội và tại thành phố Thanh Hóa, chuyên thiết kế và thi công các nhà ở dân dụng toàn miền Bắc và miền Trung luôn. Tiêu chí là chất lượng lên hàng đầu nhưng mà vẫn đảm bảo cái giá cả hợp lý, tương đối rẻ. Các cái mẫu nhà thiết kế Misa hiện tại thì có cái giá trị thẩm mỹ rất là cao, công năng hợp lý, không bị lỗi mốt, đúng kỹ thuật. Rất mong được hợp tác với anh chị chủ đầu tư trong tương lai. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi kênh Nhà Đẹp Misa, ủng hộ kiến trúc Misa. Nếu mà anh chị thấy cái video này hay thì để lại cho em Hiếu một like, một subscribe để em lấy đấy làm động lực. Và trong tương lai em sẽ ra nhiều cái mẫu nhà hữu ích hơn đến anh chị. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.